Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tới. Hôm nay mình đang có mặt tại showroom của Kawasaki ở bên Long Biên các bạn nhá. Hôm nay thì là một ngày gọi là Kawasaki Day, như mọi năm tổ chức. Như mọi năm tổ chức thì sẽ có một ngày ở trong năm là tất cả những em chơi Kawa sẽ tổ chức một tour lên Hòa Bình. Hôm nay điểm đến là không biết là Xuân Mai Hòa Bình, mình chả rõ resort gì đấy. Đó, hôm nay thì có khoảng tầm hơn 100 xe các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quay linh tinh cho anh em xem. Rất đầu toàn là những xe đây xếp ở dưới V-Sit à? Ngoài những chiếc xe Kawa ra thì hôm nay cũng có cả những dòng xe khác các bạn ạ. Mở rộng ạ. Điển hình như là Ducati này, Tiendup này. Đấy, anh em thấy ưng chưa? Lâu lắm nay mới động vào con xe này đấy. Vừa đẹp đấy. Rất là nhiều xe đấy. Đây chính là showroom ở bên Long Biên. La Vicolor của Tình Văn. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Đấy ra. Được không? Được. Đúng rồi bạn. Anh chạy xe gì đấy? Anh chạy xe đó đấy em. Câu hỏi thôi, không trả lời. Chết đồng. Được. Hôm nay có rất là nhiều xe đẹp nha các bạn. Đây, mình sẽ quay xe đẹp cho các bạn xem. Đấy. Không, quay xe rồi, quay người. Còn xe đẹp luôn. Xe lúc nào quay kiểu chúng ta chứ người đẹp. Rất là nhiều xe. Mặt ngàn xe, bây giờ mình sẽ... Thế rồi đi vào trong showroom kiểu gì nhỉ? Không có lối mà đi em ạ. Ok. Sau khi mà tập trung xong này, bây giờ anh em chuẩn bị lên đường các bạn. Hòa Bình Phạm Tiến này. Lại nhìn đây. Trời nó sẽ đổ mưa các bạn. Nhưng mà thật là may mắn là trời hôm nay không đổ mưa mà nó còn hơi hửng nắng này các bạn. Đấy. Em lên đường nào.
cán tất cả chìa khóa đây các bạn, em biết khóa ai bởi vì con này là mấy con gần gần này các bạn. À quay à, giờ đốt tối đây toàn ra ngoài. Hôm nay mình khá là mệt, nên là mình không quay được gì nhiều. Bây giờ là ra về thôi.